Đó. À, hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật, có Bồ Tát thì thực sự là có Phật, có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát á, thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì? Là có thì là có thật, mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hữu trên trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật, Ngài nhìn thấy chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi gì? Cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có, thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chứ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm hôm nay có mặt trăng đẹp quá. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.